Qua cà cá nó chiên sẵn rồi về để sao hả, nó mèo nó mẹ nó mèo này hổng quá ấy là chiên đem đút ba, trời ơi nó ba bốn con gì nó nông luôn. Thường cho để ta ra con mầm con muối. Chừng nào xuống bếp rồi cái này bà luộc luôn để thôi nó chết cái ăn không ngon. Trời ơi, 70-80 ngàn mắc quá con ơi. Đâu có 30-40 à. Quá trời quá đất mà. Rồi còn cái chuyện của báo cho má biết. Chút em nó lúc này nó đi sáng nó phải đưa vợ nó tới công ty làm, chiều nó đi rước chứ không phải như lúc trước nên nó đi về đây rồi nó phải chạy lên trển nó mệt dữ lắm. Ai chúc em lúc này sáng nó đưa vợ nó đi làm, chiều nó đi rước vì nó đang cấn thai vậy đó, thì không có chạy xe ngoài đường yếu. Rồi báo cho bà mừng vậy nha. Vậy cho con chúc cho mừng. Con ăn đi ngán rồi. Ăn đi. Còn giờ con ăn miếng bánh con đi nha. Ăn cà rốt nước mày uống nha. Trời ơi con bà, để con tự rót chứ. Nước ơi, nước nóng. Bà sáng bà uống sữa, ba sữa uống chưa? Ôi, không uống sữa, ngon ngán, thấy bà nội mẹ. Ôi, một nửa nhỏ hổng cho chút ăn đem mãi á. Để cho bà. Bà uống nội bình đó, không hết. Ngăn cần còn. Uống ở đít mỗi lần bà ba đặt uống chứ bà ly pha ly đầy thì sao uống nổi, nó ngán mà nó lạc nhách sao uống. Mèo nè. Ăn đi, ăn cục nữa ai. Cái tấm thức ăn cá đâu, đông cho cá ăn con đi. Để con cho ăn. Để lên đó mèo rồi chó ăn đông luôn, ăn đúng màu rồi á. Mèo nè. Để con chút ra đi xỉn cái con cho ăn. Dạ, tự biết mà. Thôi. Đây con. Đây con. Mày cũng đi công chuyện mày nữa, cũng có công chuyện nó hỏi cho mừng nữa mà. Thôi giờ con đi nha.